Các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một cặp loa gia đình với công suất bát 30 và đủ khỏe, đủ uy lực cho anh em chơi phòng hát gia đình nhá. Đây là cặp loa CS Audio FD12 và đang cực kỳ hot trên thị trường thành Việt Nam. Nếu như anh em theo dõi kênh Tùng Audio thì biết đến cái dòng loa này, bên em đã có video lên rồi. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên nữa, bởi vì có rất nhiều anh em hỏi đến cái dòng loa này để chơi phòng hát gia đình. Và đây là thiết kế của CS Audio, một thiết kế em nghĩ, không chỉ em nghĩ mà tất cả anh em làm âm thanh đều cảm thấy nó rất là đẹp với phòng hát gia đình. Về phần ê căng mặt trước này cũng như là phần thiết kế, đây là một cặp loa có thể nói là sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác trải nghiệm âm thanh hoàn toàn sống động. Với phiên bản thiết kế đó chính là màu đen và tông màu này thì lại hợp với tất cả phòng hát gia đình. Mặt gỗ sần đấy, anh em thấy chưa, mặt gỗ sần này đi kèm với đó là đầy đủ giải ốc các thứ, anh em nhìn đấy rất là mới và rất là đẹp luôn đấy. Mặc dù là với bát 30 thôi nhưng mà em nghĩ là với phòng hát gia đình chỉ cần một con bát 30 như thế này, anh em có thể trải nghiệm âm thanh karaoke, có thể nghe nhạc một cách sống động nhất. Đây là mặt sau FD12 sẽ ghi đầy đủ thông số cho anh em để có thể tham khảo, với giải tần số lên tới từ 58Hz cho đến tận là 20kHz, độ nhạy là 98dB, với trở kháng là 8 ohm và công suất ra là 400W anh em ạ. 400W không phải là so với những cặp loa bình thường nữa. Với 400W này thì em đảm bảo rằng anh em nghe tiếng cực chắc và cực khỏe, và có tem QC của nhà máy nữa. Đây là dòng loa hàng chính hãng của CS Audio, có jack Biltrix cho anh em ghép nối với cục đẩy âm ly. Ok, và mặt sau thì sẽ có phần tay sách cho anh em có thể cầm lắm, nhấc lên thoải mái, đơn giản một cách dễ dàng. Có lỗ thông thoáng khí ở mặt sau này đấy. Và với em Tùng thì chắc chắn rồi, dòng loa này thì đương nhiên sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ bay bổng với phòng hát gia đình. Và đây là thùng này, các bác nhìn thấy thùng chưa, CS Audio có đầy đủ thông số cho anh em đấy. Dòng loa nhập khẩu hàng chính hãng luôn của CS Audio FD12 tạo cho chúng ta một không khí cực kỳ mãnh liệt với phòng hát gia đình. Anh em chỉ cần chơi một cặp loa này thôi, em đảm bảo rằng tiếng chất lượng âm thanh sẽ ổn định này, hát karaoke gia đình một cách phiêu nhất với FD12. Ok, và không cần nói nhiều, ngay bây giờ cùng với em Tùng trải nghiệm thử chất âm hát karaoke và nghe nhạc với CS Audio nhé. Em sẽ ghép nối trực tiếp qua đẩy này và vang để cho các bác và anh em trải nghiệm âm thanh trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng để nghe nhạc, để xem tiếng chất lượng âm thanh ra với cặp loa CS FD12 này sẽ như thế nào nhé. Em xin phép các bác và anh em sẽ set up một chút trước khi cho các bác và anh em trải nghiệm âm thanh, và anh em hãy xem lại về cái mặt hình thức nhá. Ok, nếu như các bác và anh em ghép nối với cục đẩy hay âm ly thì hoàn toàn là hợp lý, vì với độ công suất như thế này thì em nghĩ là nếu những cái cục đẩy dao động trong khoảng đâu đó khoảng độ 600-800W thì chơi vẫn là khỏe rồi. Còn nếu như anh em có cục đẩy khỏe hơn hay âm ly khỏe hơn, công suất khỏe hơn thì dao nó càng khỏe hơn nữa. Nếu như anh em sử dụng tất cả trang thiết bị cùng âm thanh thì sẽ được khuyến mại cho anh em rất là nhiều những phần quà có giá trị nhá. Bây giờ thì cùng với em Tùng lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nào.
giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm alo thử tiếng mic của CF Audio nhé, để cho ra tiếng chất âm thanh như thế nào. Thì ở đây em sẽ cắm luôn mic dây và em test luôn cho anh em cùng trải nghiệm với Tùng. Em sẽ alo thử một vài tiếng cho các bác và anh em có thể nghe thử, và anh em hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm thanh nhé. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10. Thành phố buồn nhớ không em, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Ok, anh em nghe thử tiếng chất lượng âm thanh của CF Audio khi anh em trải nghiệm hát karaoke cũng như nghe nhạc như thế nào ạ? Hãy đánh giá ở dưới phần bình luận của video nhé. Còn chắc chắn rồi, với một cặp loa CF Audio khủng như thế này, tiếng chất lượng âm thanh ra rất rõ nét, từ giải bass đến giải chép cho anh em vừa nghe nhạc được này, vừa hát karaoke chuyên nghiệp này, thì chắc chắn là anh em sẽ không thể bỏ qua cơ hội này để sở hữu cho mình một cặp loa CF Audio FD12, và sẽ có giá cực kỳ tốt cho anh em gọi điện trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại là 0979 629 336. Hàng chính hãng của CF Audio FD12 sẽ không làm tất cả ba anh em thất vọng. Video của em xin dừng lại tại đây và gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhé. Xin chào.